À, cái đầu vàng trên không chung chúng ta niệm phật những đức nhìn thấy nhiều người già họ à, tập trung lại để cùng niệm phật chung với nhau nhiều cụ lớn tuổi này chỉ cần à, họ mỗi ngày họ siêng niệm phật niệm cho nhiều nhất kỹ À, có một câu mà ngài pháp viên thượng nhân này nói rằng là à, đối với phàm phu chúng ta à, đừng nói rằng à, niệm thanh tịnh tâm mãi niệm cho nhiều câu phật hiệu là tốt nhất, à, tại vì mình quân tập lâu ngày ấy vì, còn bây giờ nói với phàm phu mình mà đặt vấn đề về niệm phật phải niệm sao cho thanh tịnh tâm thì khó. Nhất là những người già thì họ đâu biết điều đó đấy vì Tại vì biết rằng là Khi mà đọc những câu chuyện niệm Phật giảng sanh thù thắng Như Dương Đầu Ngốc đồ Những người không biết chữ đồ Như Vương Cư Sĩ đồ Nhiều người lắm Họ giảng sanh rất đặc biệt thù thắng Và lúc trước mà Những đức Khi ở trong chùa nhiều vật cụ như cụ Sáu đồ nhiều người niệm phật giảng sanh như hoa sen mọc trong miệng ra cũng nhiều người đa phần là điều người lão thật niệm phật không biết gì nhiều nghĩa là chỉ có một câu phật hiệu vì phải nhớ rằng là sự cứu độ của đức phật a di đà không có trở ngại cái trở ngại là ngay mình ngay mình nếu như mình mà lòng tin với phật a di đà kiên cố thì chắc chắn niệm phật giảng sanh nên bây giờ chúng ta có một cái Đạo tràng trên không chung gì mình tu Khó khăn đi đâu nhiều dòng do tông quá gì Thật sự mà nói thì Trước chưa độ mình làm sao độ người Sao vì vị thấy những đức đã từng Tổ chức những chương trình như thấy lớn vô cùng Đùng một phát thôi Chúng ta còn có đạo tràng trên không chung như vậy Nên bây giờ gói gọn lại cho chúng ta Khi đã là gói gọn lại rồi thì sao Chúng ta phải đi vào cái việc Tính nguyện niệm Phật Không cần đi đâu nhiều Nếu nhà có đậu tràng niệm Phật Có ngôi tam bảo, có tờ khóa tu gì Chúng ta cứ quân tập mỗi ngày Quân tập mỗi ngày, quân tập mỗi ngày Cứ niệm Phật Rồi vì sẽ thấy cái sự lợi ích của niệm Phật Các vị biết rằng 15 năm những đức cũng là niệm Phật Hướng dẫn người niệm Phật Những đức không có cảm giác Với cái việc niệm Phật Đặc biệt như một tháng mấy Những đức lo dụng công tu Chưa từng có cảm giác này Khi bị biết rằng là Khi mà mình niệm Phật lễ niệm Phật mà Mỗi ngày mà có thời khóa tu ổn định gì đó Bị biết rằng cái tâm bị dịu lại rõ ràng Và cái sự lợi ích khi niệm Phật này Không thể nào diễn đạt được Rõ ràng thủ sư nói rằng Chỉ có người niệm Phật với người niệm Phật mới hiểu thôi Giống như uống nước nóng lạnh tự biết Những đức nói với vị nghe Dù làm chuyện cao xa gì Làm chuyện lớn lao gì Nếu như mỗi ngày không dụng công niệm Phật Dù bạn có chạy đi khuyên người niệm Phật Bạn có khuyên người như thế nào Bạn có nói cái gì hay Mà bạn không dụng công niệm Phật 100% Khi cận tư nghiệp của bạn là bạn sẽ cực kỳ khó khăn nếu không quân tập mỗi ngày Nếu không quân tập mỗi ngày Nên những đức nói rằng là chúng ta có một cái đạo tràng trên không chung như vậy Mỗi gia đình chúng ta có thờ khóa tu và có ngôi tam bảo Những đức nói chúng ta cứ gầy dựng ngay câu Phật hiệu Những đức nói pháp môn tịnh độ này nghe nhiều biết nhiều thế nào cũng bị lạc Cứ nương vào ngay câu Phật hiệu đi Đó là bổ nguyện di đà là chắc chắn 100% không sai Vì đa phần con người mỗi một con người là có một cái lập luận người cách này người cách kia người cách nọ ai cũng là tán thán cái cách của mình đưa ra nhưng chúng ta cứ tán thán ngay câu phật hiệu cứ nắm chắc ngay câu phật hiệu là không sai chắc chắn đi luôn tại vì bổn nguyện di đà nguyện thứ 18 trong kinh phật đó rõ nói rõ ràng đó chúng ta cứ đưa ngay nguyện thứ 18 đó là trung tâm đó quý vị nên mỗi người đều có cơ hội niệm phật giảng sanh vì nhớ rằng là cái người niệm phật giảng sanh sẽ không có quá nhiều rình rà không có sự trở ngại đâu nếu như quý vị là người tính nguyện niệm phật cầu sanh cực lạc nên mỗi ngày phải càng quấn tập và phải càng gây dựng vì biết rằng bây giờ nó nó quá nhiều tư tưởng thí dụ cũng là tu tịnh độ nhưng quá nhiều tư tưởng thôi chúng ta cứ lấy ngay tư tưởng là nương bổ nguyện niệm phật đi gây dựng tính nguyện niệm phật cầu sanh cực lạc gọi là tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc tính nguyện là ngay có vật hiệu này cứ chẳng thật mà đi Khỏi cần đi đâu dòng do tam Quốc đi nhiều chi nữa Tại gia đình của mình có thời gian làm việc lo cho gia đình Dọn dẹp nhà cửa có thời gian tu Đi đứng nằm ngồi công việc này công việc kia Cố gắng nhớ câu Phật hiểu nhớ niệm liệt Cứ quân tập tập mình nhớ niệm Phật Quét nhà cũng nhớ niệm Phật Làm việc nhớ niệm Phật Giặt đồ nhớ niệm Phật Nấu ăn nhớ niệm Phật Có nghĩa là trong công việc mình nhớ cố gắng niệm Phật Cứ quân tập gì đi Tôi quý vị sẽ thấy cái lợi ích Khi niệm Phật có nghĩa là cái người niệm Phật này Khi quý vị Áp dụng câu vật hiệu vào cái cuộc sống Quý vị sẽ thấy cái lợi ích của niệm Phật Còn nếu như Mỗi ngày chúng ta Thí dụ bây giờ nhận đức đi Cái râm này đi Bây giờ nhận đức đưa lên cho quý vị có ý kiến này Ý kiến kia, ý kiến nổi, Vì tùm lum ý kiến Ý kiến giết rồi chúng ta không có dụng công tu nữa Kiến không Cứ ý kiến hoài không có dụng công tu nữa Còn bây giờ chúng ta đi vào dụng công tu là hành Xong chúng ta ngồi nhắc nhở nhau tính nguyện chút Có nghĩa là mình hành trì Rồi bắt đầu chúng ta Nhắc nhở nhau để tính nguyện Để cái, 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 tính nguyện mình tu mạnh lên Có nghĩa là mình hành trì Mình được lợi ích an lạc rồi Chúng ta ngồi lại với nhau để đẩy mạnh Cái việc chúng ta thích niệm Phật này Để mạnh cao lên Có nghĩa là gây dựng cái tính nguyện của mình Cho thật là kiên cố Mình đã làm mình thấy an lạc rồi Mình nói cái sự an lạc, mình đồng hành Mình nói sự an lạc Tại mình cùng tu, mình cùng cộng tu Mình vừa niệm Phật sống Nên cái sự an lạc của chúng ta nó đồng tâm Nên khi chúng ta nêu sự an lạc của niệm Phật lên Nó hưng hực cái cái tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc Nó hưng khởi cái tâm Tự nhiên nó tiếp nhận Nên có những người ta nói rằng là Thầy nên cho ý kiến này nọ đồ nhưng như, cái Mình nên là Giải thích này kia nhiều thêm những đứa nói Giải thích ngay câu phần hiệu Để mình có thời gian dụng công tu Nếu không là chúng ta sẽ không bao giờ dụng công tu nữa mà cứ đi giải thích cái đi nói của ai nói giết rồi cái đến khi cặn tử nghiệp đâu có được quân tập thời gian có nghĩa là thì giống như một người đang đi học mà không nhắm mục tiêu bây giờ để nỗ lực học để khi chúng ta ra nghề ra ngành gì đó thì chúng ta mới thành công mà chúng ta mỗi ngày không quân tập ngay cái môn học của mình mà lại đợi tới ngày giờ ra trường mới đòi hỏi thành công có không, quý vị Đa phần có người đi học là Người ta từ lớp 1 nó phải cố gắng học 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 Từ từ lớn lên chút nó phải chọn mục tiêu Của một cái ngành nào đó rồi Nỗ lực mà học nữa Thì nó mới thành công Chứ nếu như quý vị chờ tới ngày ra trường Thì mới thành công không có đâu Cực kỳ khó Nên chúng ta mỗi ngày phải cần quân tập niệm Phật giảng sanh Tại sao người xưa thành tụ thù thắng như vậy Dù là người ta không biết gì nhiều nhưng mà người ta lại biết ngay câu Phật hiểu ngay có Phật hiệu này nó làm cho người ta quân tập thành một cái cái lực niệm Phật rất là mạnh khi lúc bình thường. Khi cặn tử nghiệp của người ta đề xuất có vật hiệu này là ta thành công. Mà ta thành công người ta còn giảng sanh phẩm vị cao nữa quý vị. Nên quý vị biết vì sao mà có những người cũng là tu cũng niệm Phật mà cực kỳ khó khăn không? Vì lý luận. Vì lý luận quá nhiều nên thành khó khăn. Thì để ý đi, nó mới biết rằng cái người tu môn tịnh độ này Chư tổ sư như đại sư liên trì đâu Thông 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 giáo hiểu rất nhiều Nhưng khi ngài lên lô sơn Ngài nói ngài không biết một cái gì cả Tại vì sao? Ngài biết vì sao ngài nói không biết cái gì không? Vì các ngài thấy tất cả cái biết của các ngài Có thể các ngài thành công Nhưng chúng sanh không làm được Nên các ngài nói các ngài không biết một cái gì Cái này không đơn giản đâu quý vị Đó Nên đại lão và thượng tịnh không Ngài nói rằng là Và tượng hãy hiền ngài niệm Phật đạt được đại triệt đại ngộ Đại triệt đại ngộ mà tại sao Ngài không nói những điều khác phi thường Vì những cái phi thường đó chúng sanh không có làm được Nên Ngài mới thị hiện ra Ngài không biết một chữ Chỉ biết niệm Phật thôi Và Đại sư Liên Trì là vị tổ sư thứ 8 của tịnh Độ Tông Ngài đi tham học rất nhiều nơi và thông tông thông giáo Mà tại sao Ngài lên lâu sơn Ngài nói Ngài không biết một cái gì Vì tất cả cái biết à, Không biết một cái gì chỉ biết một câu vật hiệu để giúp quý vị thành công thôi Chứ không phải là không biết cái gì đâu Rồi đại trí như ngu là tại vì Cái đó quý vị không làm được Nên người ta đưa cái quý vị làm được Đó gọi là từ bi Còn nếu như mà quý vị là người niệm Phật Mà gọi là thế chí biện thông Vì cực kỳ khó giảng sạch Vì thế chí biện thông Nó sẽ đã đánh vỡ đi Cái tính nguyện niệm Phật Cái người mà lão thật niệm Phật là họ rất đơn giản Họ rất bình dị Họ dù gặp sự trở ngại gì họ cũng niệm Phật họ không cần thế chí biện thông họ không cần thế chí biện thông mà họ nương vào bổ nguyện niệm phật như đại lão hòa thượng không người nói rằng bạn ở đây bạn đi học nhiều nơi bạn biết nhiều chỗ Phan đi bạn hãy chân thật niệm phật đi bạn về thế giới cực lạc rồi bạn muốn đi học đâu đi vì sao vì bạn có trí tuệ bạn có đầy đủ trí tuệ bạn nghe phật ai di đà thuyết một bài pháp thôi là bạn đã hoàn toàn khai thông liền còn bạn ở đây bạn bỏ vô cho nhiều bạn lụm nhiều thứ bạn lụm bạn bỏ vô bỏ vô bỏ vô bạn bỏ giết bạn loạn tâm luôn bạn mắc phương hướng luôn bạn mắc phương hướng luôn nên những đức khuyên quý vị bây giờ chúng ta ở nhà đủ duyên như vậy như cái giờ tu này mà hơn một ngàn thành viên tu này ở nhà tại ở nhà mình mà có từ khóa tu như vậy tu tập xong làm tròn trách nhiệm của chính mình vừa tu được mà vừa làm công việc được không mất thời gian đi tùm lum biết cái này biết cái kia nữa thôi bây giờ trước nhất bây giờ chúng ta lợi mình mới lợi người được quý vị ơi mình cười mình vui an lạc được mình mới giúp cho người ta cười vui an lạc được còn nếu như bây giờ mỗi ngày mình cũng muốn có cái tâm giúp người này kia hay nọ nhưng mà cuối cùng bản thân chúng ta không được lợi ích gì cũng thất bại nên nhớ kỹ nghe quý vị bây giờ mình phải rèn dựng cho mình thiệt mạnh đi cái tính nguyện, nguyện đi vật cái cực kỳ mạnh đi sự lợi ích này sẽ rất là lớn luôn thật sự mà nói những đức trong khoảng thời gian một tháng mấy nay dùng công tu những đức thấy có vật hiệu này quá thù thắng cực kỳ thù thắng rất là nhiều người quý vị sẽ đem các môn tình độ giới thiệu đó nhưng mà quý vị sẽ không dùng công tu sẽ không dùng công tu nhất là đi đầu này đi đầu kia đi đầu nọ nhiều mà khuyên người niệm phật có khi không có thời gian dùng công tu đó mà không dùng công tu mà không lắng động lại sẽ không cảm giác được có vật hiệu thù thắng có khi còn thua những người cư sĩ tại gia đình của người ta những người cư sĩ mà tại gia đình của người ta Mà người ta có thời gian Người ta dụng công người ta tu Khi người ta dụng công tu rồi người ta sẽ rất an lạc Rất là tự tại tuyệt vời Nên mỗi ngày Thí dụ như mình phải nhận thức được Mình niệm Phật mình nhận thức cái chữ Phật là như thế nào Là chữ Phật này là giác ngộ nhắc mình Trong cuộc đời này thương yêu giúp đỡ Vợ chồng con cháu Nhưng bản thân mình phải biết rằng Một ngày nào mình sẽ xa nhà Bây giờ có một chỗ mà mình đến Rồi mình sẽ trở lại giúp họ đó là thế giới cực lạc Có nghĩa là hàng ngày này là mình quân tập cái chỗ này nè Chứ không phải đợi khi cặn tới nghiệp gần chết Người ta khai thị cho mình Mà hàng ngày mình phải biết rằng cái tình thương này Mình phải phù hợp thế gian Mình phải phù hợp thế gian là mình phải làm cho thế gian người ta thấy Mình tu mình niệm Phật Mình cũng thương người thân mình Mình giúp người thân mình, mình quý vô cùng Nhưng trong lương tâm của mình mình biết Duyên hợp duyên tan Dù có thương gì một ngày nào cũng sẽ xa nhau Mình biết điều này nhưng mình đừng nên dội vàng nói với họ làm gì Tại vì họ chưa hiểu Nên mình không cần phải nói Nên chúng ta sẽ tự biết lương tâm mình mỗi ngày niệm Phật Mình biết như thế nào Mình biết như thế nào Khi quý vị đã biết được như vậy Là cái khai thị là chính quý vị khai tâm Khai thị là khai tâm của quý vị Tâm quý vị đã khai rồi là hiểu rồi Đã sáng rồi Thì lúc đó quý vị cặn tư nghiệp là chắc chắn quý vị không còn trở ngại gì nữa Còn khi mà một con người già lớn tuổi Họ đến lúc mà Cái đầu óc họ không tiếp nhận được nữa rồi Dù quý vị có bỏ vào cỡ nào Lúc quý vị nói có lực nói rất mạnh Thì họ cũng gặt đầu gặt đầu cừ 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 Nhưng quý vị vừa phớt qua Là tức khắc cái đó bị dùi lấp liền Vì cái trí đó của họ Nó không đủ đi giữ lại Cái lời nói của quý vị Mà bây giờ chúng ta mới là người đủ sức Để mỗi ngày tu tập Quân tập để mà gọi là biết được Cái vô thường cuộc đời Đó là cái hàng ngày niệm Phật và cái hàng ngày được nhắc nhở và khai thị để cho quý vị khi căng tới nghiệp lúc đó quý vị mới quyết định cái này mới là cái chắc chắn thành công dù cuối cuộc đời được hậu niệm hay không được hậu niệm tùy duyên tại vì quý vị mỗi ngày đã được quân tập rồi dù cho gặp sự cố trở ngại gì quý vị cũng quân tập niệm a di đà phật thì bị thành công cái này là cái gọi là tính nguyện niệm phật cực kỳ mà gọi là dễ mà lại là khó tin rất đơn giản dễ tu mà lại là khó tin khó tin ngay cái chỗ người không hành trì nên không có hương vị người ta không hành trì nên người ta không có hương vị đã là không có hương vị rồi là tự nhiên ta bỏ cuộc nên từ nơi đó mà phải quân tập niệm phật phải quân tập niệm phật không biết nhiều không nghe nhiều không biết nhiều nữa mà nghe câu vật hiệu này sấy sấy nghe câu vật hiệu sấy nghe câu vật hiệu bởi vì sẽ thấy cái lợi ích của niệm phật thật sự luôn cái sự an lạc của niệm phật chỉ có người niệm phật mới cảm nhận được chắc chắn như vậy luôn này những đức lên những đức dụng công tu nè thấy rõ ràng sự an lạc của niệm phật và nó làm cho tâm mình dịu hoàn toàn luôn có người nó nhẹ nhàng nó dịu hoàn toàn luôn còn nếu như quý vị ngồi mỗi ngày Thế ký biện tâm quý vị biện giải bị nói đủ thứ chuyện hết chứ cuối cùng vì không dụng công niệm phật là không phù hợp vào bổ nguyện nguyện niệm phật hãy tin vào phật đi tin sự cứu độ của phật đi một trăm phần trăm nên mỗi ngày chúng ta tu tập xong gây dựng tính nguyện để cùng nhau niệm vật quý vị để cuối đời chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc nha quý vị chúc quý vị an lạc quý vị ơi ai di đào phật ai di đào phật ai di đào phật ai di đào vợ?